Thưa các đồng chí và các bạn, may mắn sống sót trở về sau chiến tranh, cựu chiến binh Hồ Đại Đồng và các đồng đội của ông luôn đau đáu nỗi niềm với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Chính vì vậy, 15 năm qua, ông cùng các đồng đội của mình vẫn miệt mài đi tìm thông tin hài cốt liệt sĩ để quy tụ đưa trở về với quê hương, đất mẹ. Năm nào cũng vậy, nhà ông Hồ Đại Đồng, Phó Ban Liên lạc Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 thuộc phường Liễu Giai, quận Ba Đình trở thành nơi gặp mặt, họp bàn của các cựu chiến binh với những công việc thầm lặng là tìm mộ liệt sĩ. Bắt đầu từ năm 2009, ông cùng đồng đội tự nguyện tham gia việc trợ giúp thân nhân liệt sĩ. Dù rất nóng lòng, nhưng các ông không vội vàng mà liên hệ với nhiều đơn vị để tìm kiếm các nguồn tin. Cụ thể, các ông kết nối với các cựu chiến binh cùng trong chiến đấu, vào các nghĩa trang địa phương, đi đến những vùng giao tranh ác liệt, ghi chép và lưu vào máy tính các trường hợp bộ đội hy sinh và chôn lấp chưa được biết. Ngoài ra, các ông cũng còn nhờ các bạn trẻ am hiểu ngoại ngữ, tìm thông tin từ những người lính bên kia chiến tuyến để hỗ trợ mình, vân vân. Quá trình tìm liệt sĩ mà khi mà có thông tin rồi, chúng tôi lại có đọc được thông tin của Mỹ, thì như vậy là thông tin liệt sĩ không chỉ của chúng đơn vị chúng tôi mà là của các đơn vị bạn, không chỉ chiến trường tôi và các cái chiến trường bạn. Thí dụ như trong máy tính của tôi là hiện nay có là hàng vài trăm ngàn tọa độ liên quan liệt sĩ, và trong đấy là cái số lượng liệt sĩ mà có tọa độ, có vị trí là có khoảng chừng 1,5 vạn, mà không biết thì thôi, biết mà có sức có thể đi được, có thể đến được, mà không đi, không đến, không tìm thì lòng mình không yên. Cứ như vậy, sau mỗi lần có thông tin là cựu chiến binh Hồ Đại Đồng lại cùng các đồng đội sắp xếp hành trang lên đường, quyết tâm đi tìm hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập và tìm kiếm thân nhân cho những liệt sĩ đã được chôn cất tại nghĩa trang, lấy đó làm niềm vui cho những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình. Có những khi, đến hàng chục chuyến đi mới tìm thấy đồng đội. Và câu chuyện về người anh hùng liệt sĩ Tạ Ngọc Giao là một chia sẻ đầy cảm động đối với cựu chiến binh Tạ Khắc Hải khi tìm thấy mộ liệt sĩ của em trai mình. Và cũng từ đó, ông Hải đã tích cực tham gia vào nhóm tìm kiếm từ năm 2017 đến nay. Tôi mới đi cùng với lại anh Đồng này, mấy các anh trong ban liên lạc trung đoàn 209 vào thì cũng là anh em của trung đoàn, cũng là dứt khoát là yêu cầu tỉnh đội Kon Tum trực tiếp đưa về. Khi trên đường về, ngồi trên xe u bát quân đội về, từ trong ấy về, mà tôi ngồi tôi ôm ở trên xe, mà tôi vẫn chưa tin là tôi tìm được em tôi, mà đưa được em tôi về quê, về nhà. Đến khi về đến nhà, về đến đúng công an phường đỗ xe đấy, lúc giờ tôi bảo thôi mình đưa em mình về rồi. Mặc dù tuổi đã cao, công tác tìm kiếm hết sức khó khăn, nhưng các ông không hề nản lòng. Với Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, nguyên Cục Phó Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng Ban Liên lạc Sư đoàn 1, là một trong những thành viên trong nhóm tìm kiếm, thì mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đáng nhớ và xúc động. Tôi đi lần nào tôi cũng khóc nhiều. Trước khi tôi đi thì tôi mê ngủ, tôi thấy có một người lính rất là trẻ, nó vẫy tôi. Thế sau đó thì tôi cũng nói với bà xã là đấy, mai tôi đi rồi mà không biết là có cái chiến sĩ người ta. Đấy. Thế thì bây giờ chưa duy vật với duy tâm thì chưa biết thế nào. Tôi mới nói với anh em chỗ Hồ Đại Đồng ấy. Thế thì vào thắp hương là thấy luôn. Và mấy hôm sau là đào là mấy được cái 15 đồng chí luôn. Bằng kinh nghiệm cũng như phương pháp tìm kiếm liệt sĩ mới, từ việc kết hợp nguồn tin từ trích lục liệt sĩ của Cục Chính sách và báo cáo chiến trường của quân đội Mỹ, đồng thời sử dụng phương pháp chọn vật chuẩn theo thời gian, không gian, đã giúp các ông mang lại hiệu quả lớn. Đến nay, các ông cùng đồng đội đã tìm được nhiều hài cốt và di vật liệt sĩ để lại trên địa bàn khắp cả nước. Từng là người lính trải qua chiến tranh, hiểu và luôn trân trọng tình cảm thiêng liêng của đồng đội, nên các ông luôn tâm niệm, khi mình còn sức khỏe, thì sẽ tiếp tục đưa các hài cốt liệt sĩ của đồng đội trở về. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao và cũng là sự tri ân của các ông với các anh hùng liệt sĩ, với những đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh. Các đồng chí và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình Quốc phòng Thủ đô. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.